Vâng, xin được chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Giáp lại đi săn cho quý vị và các bạn một cái mảnh rẫy. Cái mảnh rẫy này là gồm có độ khoảng 3 hát rưỡi là đất ở bên ngoài thì cao su, còn mé bên trong kia thì tầm độ khoảng cũng tầm độ khoảng 3 hát rưỡi là đất điều. Thì các bạn nếu mà mua cả thì tầm độ khoảng 7 hát. Thì cái sổ này sổ thì đã có sổ rồi. Nếu mà bạn nào quan tâm thì hãy kết bạn Zalo với số 0983 803 253 của mình sẽ gửi cho các bạn sổ. Sổ thì có được khoảng 3H1 là cái miếng cao su đó. Là độ khoảng 3H1 có sổ rồi. Và cái vườn điều kia thì cũng đã có sổ gần hết rồi. Nó chỉ còn được khoảng mấy sào là chưa có sổ thôi. Thì cái giá mong muốn của chủ mà bán tổng cái chỗ này thì là khoảng 3 tỷ 3 nha các bạn. Còn nếu bán lẻ thì chủ nhà bán cái nguyên cái vườn cao su này là tầm độ khoảng cứ nói trong sổ là độ khoảng 3H1 mấy. Thì chủ nhà muốn ra cái giá mong muốn là 2 tỷ 2 có thương lượng nhé các bạn. Còn cái vườn điều bên kia thì là 1 tỷ 2 có thương lượng. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người xem cụ thể từ đây mà đi ra đến đường tỉnh lộ 675 tầm độ khoảng 500 m. Đây là xã Iaga, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Và hôm nay Giáp sẽ quay cho mọi người xem cụ thể. Xin mời tất cả các bạn. Và đi từ đây đi ra đến ủy ban thì tầm độ khoảng 1 km nhé các bạn. Xin mời tất cả mọi người. Như các bạn thấy thì đây là cái con đường đường đất thôi. Nhưng mà đi từ đây ra đến kia thì tầm độ khoảng có 500 m thôi. Đó, thì bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người cùng coi. Xin chào cô, và đây là cái vườn cao su nhé các bạn. Vườn cao su này thì mới cạo được xuống tầm độ khoảng 20 phân thôi. Toàn bộ khu này là trong sổ là 3H1 mấy. Nhưng mà đất thực tế tầm 3H rưỡi đến 3H6 nhé các bạn. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người cùng xem. Thì đây là cây cao su, chất đất thì đất đất đen nhé mọi người. Đất đen pha cát. Đây là chất đất đen này mọi người. Đất đen thì cái cây cao su nó rất là tốt. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người cùng coi. Đây là toàn bộ cây rừng cao su. Thì quay trên tán lá để cho mọi người cùng thấy. Cái giá mong muốn là 2 tỷ 2 cho cái vườn cao su này. Và có thương lượng nhé mọi người. Đây là cây cao su. Thì cây cao su này mới cạo được từ đây này. Từ đây xuống đây thì không biết là bao nhiêu. Chắc cỡ 15 phân. Đó. Một cái khoảng chắc tầm khoảng một ngón tay của Giáp thôi. Hơn một ngón tay nhé các bạn. Hơn một ngón tay của Giáp thì mới cạo mặt này. Thì toàn bộ đây là cây cao su. Vườn cao su thì cũng tương đối đẹp các bạn ạ. Tương đối đẹp. Và bên kia là vườn điều. Vườn điều thì hơn 3 ha. Nó tầm cũng bằng cái cao su này mà bán 1 tỷ 2. Nhưng mà cái cao su này thì chủ nhà đang mong muốn là cái giá đó. Và cái vườn bên kia thì cũng mong muốn giá đó. Tất cả đều có thương lượng hết nhé các bạn. Bạn nào quan tâm thì Giáp sẽ gửi sổ để các bạn xem cụ thể hơn về cái diện tích nhé các bạn. Đây là toàn bộ cây cao su. Giáp thấy là cao su ở đây cũng khá là đẹp. Khá là ok. Nếu bạn nào mua cái vườn cao su này thì cũng được này. Hoặc là bạn nào kết vườn điều thì mua vườn điều bên kia. Đất ở đây thì nó là đất cát đen. Đó, đất đen. Vườn này thì nó cũng hơi một tí trên trên. Nói chung là phẳng, tương đối phẳng các bạn ạ. Đây thì Giáp sẽ cứ đi ở bên trong để Giáp quay cho mọi người cùng coi. Pháp lý thì đầy đủ rõ ràng. Pháp lý thì là 6 hát mấy rồi. Thì còn bây giờ thì nếu bạn nào mua liền được thì mua liền luôn. Còn bạn nào mà không mua liền được thì các bạn có thể mua rời. Hai miếng cao su thì cũng khá là đẹp nha các bạn. Đó. Đây là cây cao su. Nói chung là cây cao su để bắt đầu mới mở miệng thôi. Nếu mà tính ra như thế thì họ mới mở miệng nhỉ. Giáp cũng không sành về 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 cây cao su. Nên Giáp không hiểu cái gì đâu. Nói chung là thế. Nhưng mà như thế này thì Giáp nghĩ là cây này mới mở miệng thôi. Thì toàn bộ khu vực đây. Các bạn nào mua về các bạn chăm vào các bạn chỉ việc thu thôi. 3 hát rưỡi. Thực tế 3 rưỡi đến 3 sáu khoảng đó. Và cái giá mong muốn của chủ nhà thì nó chỉ có hơn 2 tỷ thôi. Hơn 2 tỷ tí thôi là chủ nhà cũng bán. Thì là toàn bộ cái khu này cao su đã được trồng. Giáp sẽ mời cùng mọi người là đi thăm để xem. Cây thì cũng mới bập vào tầm độ khoảng một ngón tay. Ở bên dưới này thì không biết là cạo thế nào. Nói chung là Giáp cũng không hiểu về cái cây cao su lắm. Thì ở trên này thì họ cạo chỗ này. Đây ví dụ như họ cạo ở đây. Nhưng mà ở dưới này hình như là cũng có cạo rồi nhưng mà cạo được một ít. Đó. Thì ở trên này thì nó lại như này. Đó, thì có thì nào thì Giáp quay cho mọi người xem thế. Nói chung là vườn cao su Giáp thấy đẹp mọi người ạ. Cũng đẹp đấy. Cái đất này là mủ nhiều đấy các bạn ạ. Ui dồi, mới trèo lên đây một tí đã mệt thở không ra hơi. Nói chung là tầm độ khoảng vào 3 h mấy gần 4 h này là đi thì không nổi rồi các bạn ạ. Đi chắc là mỏi lắm. Thì các bạn nếu mà yêu quý cái miếng này thì các bạn nên là vào thực tế. Chứ còn thì Giáp cũng không hiểu gì về cây trồng mấy đâu. Cũng không biết là giống má của nó như thế nào. Vườn thì vườn đây. Nói chung vườn cũng được.
với cái giá như thế này thì chia ra thì cũng không biết là bao nhiêu nhỉ, chắc tầm 500 hạt qua sao vào khoảng đấy nhỉ, hơn 500, năm tầm 550 các bạn. Nói chung là giáp tính toán là giáp tính kém á, đây là mọi người là tính toán hộ. Thì đây vườn cao su toàn bộ này như thế này đó, thì giáp quay tổng thể cho mọi người cùng xem. Trên này thì cũng có một vài cây thì như là trước nó cũng bị cháy mất mấy cây thôi. Nói chung là có sao thì giáp vẫn quay như vậy chứ cũng không có giấu giếm gì mọi người. Nên là đôi khi là góc bên đây hình như ngày xưa nó cũng bị cháy mất được khoảng mấy cây rồi. Ít thôi, không nhiều. Đó, có sao thì giáp vẫn quay cho mọi người xem vậy nha. Thì giáp vẫn đi thăm. Thay vì mọi người đi thăm thì giáp đi thăm cho mọi người. Ui, mệt quá các bạn ơi. Đến đây mệt lắm. Không, cây cao su cũng khá là to. Cái này nó bị làm sao mọi người? Bên này thì nó bị mất một ít thế này. Trên này hình như là ngày xưa thì nó bị cháy hay sao ấy, mất một ít thôi. Đây như cây này thì lại không bị sao này các bạn này. Đấy. Đi vùng tròn nhá các bạn. Không bị sao. Cây này thì không bị gì cả các bạn ạ. Bị vài cây, nói chung là cũng bị mất độ khoảng 5-70 cây gì đấy. Nó bị theo cái kiểu đấy. Là giáp đang đi vùng tròn. Còn bên này là vườn điều, xin mời mọi người đi qua vườn điều. 4 hát cao su thì gần 3 hát mấy, gần 4 hát thì nó cũng khá là rộng đấy các bạn ạ. Tán thì ở đây. Đó. Lá đỏ thì các bạn cũng thấy đây, cây cao su đây. Thì chất đất thì cái đất cát đen. Cây thì cũng khá to đấy các bạn ạ. Đây. Cây cũng được, nói chung cũng to. Cây đấy một cây to. Cây này một cây vừa vừa. Chưa thấy cái bát mủ, người ta đổ mủ hết rồi các bạn ạ. Không thấy mủ miếc ở đâu cả. Chắc mới mới lấy mủ rồi. Đó, cây đó. Ây da, gai 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 gai. Vườn thì nhìn đẹp phết các bạn ạ, xanh mượt đấy, cũng xanh ấy. Đây này. Lá liễu của nó cũng được. Thôi, bây giờ thì xin mời các bạn này sang xem vườn điều. Họ bán luôn cả vườn điều này luôn. Mua hết chỗ này là vào 7H đấy, hơn đấy. Đây này. Đấy, các bạn thấy cái cây cao su cũng được to, vết cạo này mới cạo thế này thôi các bạn ạ. Nói chung là chẳng biết họ cạo kiểu gì. Ở bên này thì cạo mất một ít rồi, bên đây xuống đây rồi, xong vỏ cũng khá lâu rồi, vỏ cũng liền hết cả rồi các bạn ạ. Thôi xin mời các bạn sang xem vườn điều đi nhỉ. Các bạn đây, vườn điều đây là cái con đường đi của vườn điều. Nếu các bạn mua rời thì cái vườn điều này họ cũng bán 1,2 tỷ thôi, là vào 3H mấy ấy, 3H mấy 1,2 tỷ, thế vào 300 mấy 1H thôi các bạn ạ, cũng không có mắc đâu. Tổng chỗ này là 7H. Đây vườn điều thì toàn bộ vườn điều thì cây điều cũng to rồi, già, mới thu quả xong nên là nó hơi bị sơ sát đấy các bạn ạ. Vườn thì cũng khá là sạch sẽ. Đất thì đất cát đen. Đó, đây là vườn điều đây. Giáp cũng sẽ dẫn cho mọi người đi xem cái vườn điều. Cũng tương đối các bạn ạ, vườn điều cũng được. Bây giờ chủ nhà thì đang chặt cành ở bên dưới. Cành bên dưới để cho điều nó lên. Đây các bạn ơi, mình cũng moi moi cho các bạn xem cái chất đất tí cho các bạn hình dung được cái chất đất nó như thế nào. Đây là đất như thế này này các bạn này. Đấy, đất đen. Cái đất này thì các bạn trồng cây gì thì trồng, cây điều thì khá to đấy các bạn ạ. Ui mệt quá các bạn ơi, đi một tí thì thở không ra khói không. Thế thì giáp quay cho mọi người xem là cái mảnh này nó là như vậy. Thì mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ với giáp để giáp dẫn mọi người vào đây. Tổng thể của nó là như vậy nhé mọi người. Còn mọi người cần thêm thông tin gì thì hãy liên hệ với giáp để giáp chia sẻ thêm với cả mọi người xem như này. Bây giờ giáp cũng đang cùng mọi người là đi lang thang loanh quanh trong đây, nói chung là cũng mệt lắm các bạn ạ, mệt hết rồi. Chỗ này thì nó là đất cát thôi. Ôi trời ơi, ai à, gai 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 các bạn ơi. Mình thấy miếng này cũng được, đất thì đất cát thôi nhưng mà miếng này thì với cái giá này thì cũng được. Nó cách cái đường có cách cái đường 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 tỉnh lộ ấy có 500 mét, nên là cũng gần gặn. Đứng đây thì có thể nhìn thấy mọi thứ rồi. Đấy, điều tụt tụt đây toàn bộ cái khu vực đất này, đất điều chưa trồng thêm cây gì. Và đây là toàn bộ cao su, các bạn mua các bạn ấy điều trồng hết cao su cũng được này các bạn ạ. Cao su lại nhiều mủ lắm ấy. Đấy, một vườn cao su. Bạn nào ưng trồng cao su thì trồng. Bạn nào thích thu điều thì thu.
Điều thì chuẩn bị ra hoa, chuẩn bị có quả các bạn ạ. Mình không phải là người làm rẫy nên là mình cũng không hình dung mà cũng không hiểu được là như nào, cao su như nào. Thì các bạn muốn mua thì hai bên là cứ gặp chủ và thương lượng giá cả. Thì ở đây nó có một cái là như vậy, thì cái con đường đi thì nó mất một đoạn cỡ tầm 100m, là nó khó một tí nhá các bạn. Tầm 100m là nó khó. Đấy, đi công nông máy cày này đi được, cái xe bán tải thì vào thì nó cũng hơi khó. Nên là mất 100m thì mình chỉ thuê cái máy múc vào, mình múc mình cào thì cũng chỉ tầm mười mấy 20 triệu cái là cái con đường nó lại đẹp ngay. Đấy, thì cũng dễ thôi, cũng không có gì khó. Nhưng mà các bạn muốn làm hoặc là các bạn nhờ chủ nhà làm cho thì chủ nhà cũng làm cho luôn, cào cho luôn, nên hết bao nhiêu tiền ấy thì là mình cũng thêm ra bớt vào, hoặc mặc cả, hoặc là không bớt thì ông phải làm cho tôi con đường ấy, ví dụ cái kiểu nào đấy. Hai bên gặp nhau thì tự thương lượng, tự làm việc với nhau. Thế về giáp chỉ ở giữa là giáp làm trứng xong là được nhận hoa hồng thôi. Đấy, mọi người thấy giáp thế có được không? Cũng được các bạn nhỉ. Thế bây giờ là nếu mà mọi người mà ưng thuận cái miếng này thì mọi người cứ liên hệ với giáp nhá. Bây giờ giáp lại đi trở xuống các bạn ạ, để cho các bạn xem cây cao su. Ui dồi ôi, mệt chê các bạn ơi. Ui dồi, cây này chắc nhiều mủ quá hay sao mà nó tràn cả ra này các bạn này, thấy chưa? Cây cao su chắc là quá trời nhiều mủ mà nó tràn cả ra. Phí nhỉ? Quá phí luôn. Cây đấy chắc nhiều mủ lắm ấy. Tràn cả xuống đất. Ôi dồi ôi luôn, mệt quá. Đấy thì là giáp quay cho mọi người xem cái vườn cao su này, giá rất là rẻ, tổng là 7H là cả điều và cả cao su. Thì giáp xin chúc tất cả các bạn, chúc tất cả mọi người là kiếm được một cái mảnh đất như ý và tìm được một cái mảnh đất mà mình dừng chân, mình làm được. Thì đây là cái miếng này ở đây là bán với giá như vậy. Và nếu mà các bạn mà có cái nhu cầu mà muốn ở bên ngoài thì giáp sẽ kiếm cho các bạn một cái căn nhà bên ngoài từ 500 đến 700, 800. Đấy, đến 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, nói chung là nhà bên ngoài. Còn dãy thì giá như vậy, còn bạn muốn ở bên ngoài thì từ 400-500 trở lên là cũng đã có nhà ở mặt tỉnh lộ rồi. Đó, thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn cũng đã xem cái video này. Và chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để mua đất của giáp để làm dãy cho nó khỏe. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào các bạn nha.